Hàn Quốc bị bệnh nan y về tuyến giáp, mất giọng sau phẫu thuật. Thông tin về việc Yang Subin, cô gái được mệnh danh Thánh Ăn của Hàn Quốc, bất ngờ bị ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật đã khiến nhiều người lo lắng. Cuộc phẫu thuật diễn ra vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, nhưng mới đây Yang Subin vừa thông báo tình trạng hiện tại của cô. Yang Subin chia sẻ rằng vì giảm cân thành công nên cô vô tình phát hiện ra bệnh của mình. Ảnh FPNV, Yang Subin phải phẫu thuật vì ung thư tuyến giáp. Cách đây vài giờ đồng hồ, Yang Subin đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức hình cô mặc đồ bệnh nhân trên giường viện. Cũng trong bài đăng, Subin đã chia sẻ thông tin tình hình hiện tại của bản thân đến với độc giả. Cô nàng còn cẩn thận viết bằng 4 loại ngôn ngữ Hàn, Anh, Thái, Việt khiến nhiều người chú ý. Nguyên văn bài đăng của Yang Subin: gần đây mình đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thể nhú tuyến giáp và mình đã phẫu thuật thành công rồi. Do mình giảm cân toàn thân nên phần cổ cũng gầy đi, vậy nên mình thấy vùng cổ có gì đó xuất hiện, mình đã đi bệnh viện để kiểm tra. Mình kiểm tra cái này cái kia và rồi mấy ngày sau mình được chẩn đoán là mắc ung thư thể nhú tuyến giáp. Nó lớn độ 3 cm. Lúc đầu mình thấy rất là buồn và lo lắng, nhưng một phần cũng thấy là nếu như mình không giảm cân thì mình không thể nào phát hiện ra được và cứ để như thế thì bệnh sẽ nặng hơn. Mình thấy mình rất may mắn khi vừa giảm cân vừa phát hiện ra bệnh. Và mình cũng rất biết ơn khi được phẫu thuật thành công. Mình phẫu thuật để loại bỏ một nửa tuyến giáp. Bây giờ mình đang trong giai đoạn hồi phục. Thật ra lý do mình viết những dòng này là vì mình bị mất tiếng nói do biến chứng tổn thương dây thanh quản. Trong thời gian này, dù có hoạt động ra video thì mình cũng chỉ có thể chào hỏi. Thánh Ăn Hàn Quốc chia sẻ về bệnh tình hiện nay. Ảnh chụp màn hình, dân mạng lo lắng cho sức khỏe của Yang Subin. Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân, Subin nhận về hơn 70.000 lượt tương tác từ mọi người. Dù nằm trên giường bệnh nhưng Yang Subin vẫn chia sẻ khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và cực kỳ lạc quan của mình đến với người hâm mộ. Cố lên nhé cô gái, rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Giữ sức khỏe nhé Subin đáng yêu, rồi bạn sẽ nhanh bình phục thôi. Tôi biết sẽ thật khó khăn, nhưng những điều may mắn và hạnh phúc nhất sẽ đến với bạn. Khán giả lo lắng bình luận dưới bài đăng của cô. Ảnh chụp màn hình, mong Yang Subin sẽ nhanh khỏi bệnh để tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ với những vlog của mình nhé. Ảnh FPNV, dù cho cuộc phẫu thuật đã qua đi nhưng hiện nay Yang Subin vẫn đang phải chịu sự ảnh hưởng hậu phẫu dẫn tới mất giọng chưa thể nói được. Rất nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô nàng. Mong rằng Yang Subin sẽ có thật nhiều sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đức Phúc và Thánh Ăn Hàn Quốc. Yang Subin hội ngộ tại Hà Nội. Nhắc tới Yang Subin, người ta không chỉ nhớ tới Thánh Ăn nổi tiếng tại Hàn Quốc mà cô nàng còn từng được nam ca sĩ Đức Phúc mời làm nữ chính trong MV của mình trước đó. Cũng chính nhờ vậy mà vào đầu tháng 2 vừa qua, Yang Subin đã có chuyến thăm đặc biệt tới Việt Nam. Cô nàng còn được Đức Phúc dẫn đi chụp ảnh, thăm thú rất nhiều nơi. Những khoảnh khắc đáng yêu, nhí nhố của cặp đôi bên cạnh nhau thời điểm đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Chính sự nhí nhảnh, hồn nhiên và gương mặt siêu nhãng của cô nàng đã khiến cho toàn bộ dân mạng Việt phải ồ lên mà thích thú. Bình luận của người thực dưỡng một mình xem video: bạn ấy biết sẽ có ngày này, hai ăn vô lối. Thật đáng thương ba. Nghiệp dẫn dắt nhiều người ăn vô độ nên nghiệp quật bốn. Phẫu thuật thành công có nghĩa là không chết nhưng mất đi một phần cơ thể và không còn nó để phục hồi lại nguyên trạng sức khỏe như cũ. Nghĩa là suốt đời phải uống thuốc và nguy cơ mọc lại là nhãn tiền. Tại sao không theo con đường chữa tự nhiên phục hồi hoàn toàn sân khấu, không dùng phẫu thuật và thuốc? Tại vì theo Tây y mà Tây là không theo tự nhiên. Tại sao theo Tây y? Tại vì không nắm DC thông tin. Đã vội vàng cho thân gửi phận. Còn nhiều người Việt làm nghề YouTube nữa đã bị như bạn này nhưng vẫn quay video ăn uống. Bình luận: may chị ngộ sớm nên đã thực hiện giảm cân nên mới phát hiện ra ung thư và chữa sớm, và chị đã ăn gạo lứt và bánh mì đen. Hy vọng chị biết đến thực dưỡng, ai cũng có lúc sai. Sai mà biết sữa là một điều đáng khâm phục, mong chị sớm hồi phục. Ha ha ha, 问什么的说